Các bác nhìn thấy không? Nhìn thế này là bác nào cũng thèm đấy. Nguyên thùng cho bác luôn. Ok chưa ạ? BMW CDM1NT. Những đôi này thì khỏi phải nói rồi, chấm hết cho các bác luôn. Chấm hết cho bác luôn ạ. Hàng còn nguyên thùng xốp. À, nặng lắm, không dê được. Hàng còn nguyên thùng xốp cho các bác ạ. Đây, sau đây em Tuấn khui hàng cho bác nhé. Em với các bác cùng khui hàng cho nó thích, đúng không bác? Khui hàng, bóc hàng đi ạ. Em bóc hàng với bác nhé. Em cùng các bác bóc hàng đi. Rồi, chả thấy con dao đâu nhỉ? Tôi lấy sẵn mảnh này. Cái mảnh dao này rạch các bác em. Đấy. Vừa đi cái cây thì kiếp xong cái chân tay bẩn như này nhưng mà thấy cái thùng hàng nó đẹp đẹp vẫn thì khui cho các bác đấy. Tiền nào của đấy đúng không bác? Ui giời ơi. Đây. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng của em nó. Nên mình với kép. Ok chưa bác? Đẹp miên man. Em còn muốn sở hữu nên nói gì các bác? Tôi đây nha, để ra ngoài. Bác nhìn thấy đi chưa? Lung linh chưa? Em lung linh chưa? Đây. Ui giời. Ui giời. Ui. Thơm phức mà. Còn thơm phức luôn. Thơm phức này. Ây da, nặng lắm. Từ từ bác nhé. Nó trượt cái lại. Mất giá trị ngay. Không được. Đấy. BMW kép W. Ừ, ok cho bác. Bác thấy sao? Ok không các bác? Đấy. Đây em cho dần gần gần máy quay đây cho bác. Đấy, bạn nhìn chưa? Này. Úi chào. Đã gọi là hàng còn nguyên thùng xốp thì khỏi phải nói cái gì bác nhé. Khỏi phải hỏi em có đẹp không, đúng không? Nhìn cho bác phê này. Các bác xem cái bác phê hộ em đi. Các bác phê luôn hộ em cái. Chưa một vết bụi đúng không ạ? Đây ạ. Không một vết bụi luôn. Được chưa? Không một vết bụi luôn. Phải nói là mỹ mãn cho bác luôn. Để cái đây cái em cho cả đôi ra cho các bác thèm. Đây, các nhìn chưa? Cho cả đôi cho các bác thèm luôn. Mỹ mãn luôn. Chưa? Nhấc nút này đây bác nhé. Nào. Nhấc nút em nó ra cho các bác xem này. Không có con nào còn đẹp hơn nữa, đúng không? Làm sao mà đẹp hơn nữa. Còn nguyên thùng xốp. Quá nặng luôn ạ. Con này seri liền kề nhá, 70003771 và 0037714. Con này có 120W một loa, trở kháng 8 ohm. 120W một loa, trở kháng của em nó là 8 ohm ạ. Này, em còn quay gần cho bác thích. Trời tối rồi mà vẫn quay cho bác thì bác phải biết. Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi. Gọi là gần 19 giờ. Các nhìn thấy em nó đẹp chưa? Ở ngoài nó to hơn bác nhá. Ở trong điện thoại này ở ngoài nó 10 thì ở trong điện thoại nó chỉ còn 7 thôi. Nó thu tự nhiên là em cái ống kính của em cảm thấy nó thu nhỏ ra.
Bởi vì là cái chiều cao, bác nhìn cái chiều cao này, nó cao đến 40, chiều cao 40. Nhưng bác nhìn trong điện thoại này, bác cảm giác nó chỉ tầm khoảng 30 thôi đúng không? Chưa được 30. Nên em Tuấn phải nói như thế để cho các bác biết. Chiều cao của nó 40 đấy. Cái đỉnh này đến đây 40, chiều sâu này 30 đấy, cái căng hơn 30. Nên em nói cho thế để cho bác biết chứ không bác lại bảo ô sao nhìn nó bé tí kia. Quay vào điện thoại nó tự nhiên nó mất ở ngoài 10 thì trong nó chỉ còn 6 đến 70% thôi. Được chưa? Đẹp mỹ mãn chưa? Úi trời ơi. Nào, các bác nhìn đi. Xứng đáng đồng tiền bác. Trời tối bác nhá, bác thông cảm đây này. Mặt trời lặn lâu rồi, còn cơn mưa này. Nhưng em nhìn thì thích quá, em cứ quay cho các bác. Ok. Đôi này có mức giá là 19 triệu 800 nghìn. 19 triệu 900 nghìn. 19 triệu 9 đến 19 triệu 8, 19 triệu 800 nghìn. BMW KW Made in England. Đẹp mỹ mãn chưa ạ? Tóm lại là chẳng có điểm nào để các bác trừ đâu. Nhà sản xuất người ta sản xuất ra đã dùng đâu mà trừ. Ví dụ như bà đã dùng rồi thì gọi là hàng bãi hàng bờ. Đôi này mỹ mãn ạ. Chấm hết luôn. Chấm hết luôn ạ, nón này. Tóm lại là chưa được dùng cái gì. Chẳng có lý do gì mà bà xấu cả. Được chưa ạ? Logo BMW kép. Trên này một con tép này. À, loa thiết kế nhé, hơi vát về sau. Cái độ lệch của nó này tầm 10 phân. 10 phân độ vát này. Ví dụ đằng trước này 30, 31 thì đằng sau nó lên đến 40. Đấy, độ vát. Anh nhìn chưa, nó phê không ạ? Em còn thèm nữa các bác. Những đôi loa như thế này 19 triệu 800 nghìn bác nhé. 19 triệu 800. 19 triệu 800. Đây sách. Sách của nó đây ạ. CRNT1 M7 này, M9 này. Mà bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 08 2228 1999 hoặc 0911 169 961. Em giao và chuyển hàng toàn quốc cho bác. Và bác yên tâm nhé, tất cả những mặt hàng của em bán trên kênh, các bác nhận hàng về kiểm tra hàng tình trạng rơi vỡ. Có nghĩa là em giao hàng đến, các bác phải kiểm tra hàng nhé. Rơi vỡ các bác hủy đơn cho em, bởi vì rơi vỡ là bên vận chuyển, người ta phải chịu trách nhiệm. Còn về kỹ thuật, nếu loa bị chết, các bác, ví dụ vô tình loa bị chết nhé. Loa bị chết, em nói thật là cái loa, trường hợp loa bị chết rất là ít, hầu như không có. Bởi vì tại sao? Trước khi đi bên em đã kiểm tra rồi. Nhưng không may vận chuyển nó tuột loa, tuột dây loa ấy, thì nó chỉ là tuột dây thôi. Hoặc là bác kiểm tra nó bị chết, nếu do bên em sẽ bồi thường cho bác hoặc em chịu hết hàng nhận lại. Một là các bác lấy hàng khác, hai là em bảo hành. Cái đấy bác yên tâm nhé, chứ không phải lo cái vấn đề là loa chết. Còn nếu như các bác làm cháy, làm chết, các bác cứ nói với em một câu thôi, bảo anh vặn này này, nó cháy mất rồi hay như nào này, hỗ trợ anh kỹ thuật cho nó dễ. Có khi chả lấy nhau đồng nào đâu, các bác chỉ mất cước cho nó dễ. Chứ còn nhiều lúc các bác làm cháy xong bác lại đẩy đùn để cho trách nhiệm cho em. Là cái đấy không nó không hay lắm, bởi vì về bọn em kiểm tra biết ngay mà. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau.